Ở thời điểm hiện tại, Khánh Dư Niên 2 chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Phim đã đạt được những thành tích chưa từng có trong lịch sử phim truyền hình Hoa ngữ. Mặc dù vừa mới lên sóng, nhưng có thể khẳng định Khánh Dư Niên 2 đã bước đầu không phụ lòng mong chờ của khán giả. Với 4 tập mở màn, bộ phim đã đưa những fan cứng tiếp tục bước vào hành trình cuộc đời đầy ly kỳ của nhân vật trọng tâm Phạm Nhàn. Hãy cùng Cbiz Phim điểm qua những điều nổi bật của Khánh Dư Niên phần 2 trong 4 tập đầu tiên, cũng như phản ứng của khán giả đối với bộ phim nhé! Thành tích của Khánh Dư Niên 2. Sau khi 4 tập đầu tiên được lên sóng, nhiệt độ của phim ngay lập tức phá mức 30.000 điểm nhiệt trên Tencent sau 57 phút và nhanh chóng phá mức nhiệt 31.000 sau 67 phút. Sau 126 phút thì bộ phim phá mức nhiệt 32.000, trở thành bộ phim đầu tiên đạt được kỷ lục vô tiền khoán hậu này. Nhiều khán giả phải cảm thán rằng, Khánh Dư Niên phần 2 chỉ dùng vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ để vượt qua thành tích toàn bộ thời gian phát sóng của nhiều bộ phim khác. Dự kiến, nhiệt độ phim sẽ còn tiếp tục tăng cao và nhanh chóng phá vỡ mốc nhiệt cao nhất trong lịch sử nền tảng. Hiện vẫn đang do phim Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu nắm giữ với 33.520 điểm nhiệt. Ngoài ra, rating của phim khi phát sóng trên đài CCTV8 đạt mức 2,23%, rating trung bình 2 tập đạt 1,75%, một con số vô cùng ấn tượng đối với thể loại phim cổ trang. Sau khi lên sóng, Khánh Dư Niên 2 trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng và được bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn phim ảnh. Từ khóa Khánh Dư Niên phim hot nhất năm nhanh chóng leo lên top 1 hot search Weibo với hơn 140 triệu lượt tìm kiếm và thảo luận. Dù mới là ngày đầu tiên phát sóng nhưng cơn sốt mang tên Khánh Dư Niên 2 đã càn quét đường đua phim Hoa ngữ. Giới truyền thông xứ Trung phân tích, phim sẽ càng đạt nhiều thành tích ấn tượng trong tương lai. Tóm tắt tình tiết 4 tập đầu. Trong Khánh Dư Niên phần 2 tập 1, Khánh Đế, do Trần Đạo Minh thủ vai, đã điên cuồng chạy ra ngoài khi tin báo Phạm Nhàn, Trương Nhược Quân đã chết được truyền về cung. Cùng lúc này, Phạm Kiến, do Cao Thự Quang thủ vai, cha nuôi của Phạm Nhàn đang trách móc nhóm người của Trần Bình Bình, do Ngô Cương thủ vai, viện trưởng đầu tiên của giám sát viện Khánh Quốc. Phạm Kiến rơi nước mắt và chỉ thẳng vào Trần Bình Bình mà mắng vì đã đưa Phạm Nhàn vào hiểm cảnh. Trong lúc đó, nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch, do Lưu Đoan Đoan thủ vai, cũng nói với thuộc hạ về cái chết của Phạm Nhàn, với ánh mắt xa xăm như đang ngầm suy tính điều gì đó. Ở một diễn biến khác, Phạm Nhàn thực chất vẫn còn sống, anh đang đi cùng Vương Khởi Niên, do Điền Vũ thủ vai, âm thầm trở về nước Khánh. Trên đường đi, Phạm Nhàn không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy bài vị tưởng niệm mình được dựng lên khắp nơi. Khánh Dư Niên phần 2 tập 2 có cảnh Phạm Nhàn vào cung gặp Khánh Đế để thỉnh tội và đưa cho Khánh Đế một bản vẽ vũ khí mà anh từng bắt gặp ở Bắc Tề. Sau đó, Phạm Nhàn nói chuyện với Thái tử Lý Thừa Càn, tiết lộ lý do bản thân vì sao phải giả chết để về kinh. Đồng thời cũng nói cho Thái tử biết được việc trưởng công chúa Lý Vân Duệ và nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch là những kẻ mưu mô, bí mật liên lạc với người ở Bắc Tề buôn lậu của cải, âm mưu phản bội lại Khánh Quốc. Trong khi đó, nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch cũng đang cùng một người tìm cách buộc Phạm Nhàn phải xuất đầu lộ diện. Trần Bình Bình và Ngô Nhược Hải của giám sát viện cũng nhận được thông tin Phạm Nhàn phải đến Bảo Nguyệt Tử Lâu để tìm được vợ và con của Đằng Tử Kinh. Trong Khánh Dư Niên phần 2 tập 3 và 4, vì không tìm được tung tích của Phạm Nhàn và Vương Khởi Niên, nên nhị hoàng tử đã bắt vợ con của Vương Khởi Niên làm con tin, ép buộc hai người này phải ra gặp mặt. Trong phân cảnh sau đó, Phạm Nhàn đã thẳng tay đánh đệ đệ Phạm Tư Triệt do Quách Kỳ Lân thủ vai ngay tại Bảo Nguyệt Lâu. Hóa ra, Phạm Tư Triệt chính là chủ của tử lâu này, nhưng Phạm Tư Triệt lại không quản lý được thủ hạ của mình để họ làm nhiều việc thương luân bại lý. Đúng lúc đó, nhị hoàng tử cũng dẫn thuộc hạ của mình và Vương Khởi Niên đến đây. Nhị hoàng tử và Phạm Nhàn sau đó xảy ra tranh cãi gay gắt. Trong khi Phạm Nhàn chất vấn về hành động của nhị hoàng tử thì nhị hoàng tử lại quyết ý ép Phạm Nhàn phải quy thuận mình. Nhị hoàng tử nói với Phạm Nhàn rằng hiện giờ Phạm Nhàn chỉ có hai con đường, một là quy thuận, từ thù thành bạn, hai là sẽ bị trừ khử. Những nút thắt xuất hiện trong phim. Trong 4 tập đầu tiên, Khánh Dư Niên 2 vẫn phát triển theo khuynh hướng vừa nhiều thông tin vừa có tiết tấu dồn dập và xuất hiện thêm hơn 20 nhân vật mới, không cho khán giả có cơ hội rời mắt khỏi màn hình. Tình tiết mở màn nhanh chóng kéo ra tấm rèm bao phủ cục diện mới phức tạp hơn, đầy cam go, thử thách dành cho nam chính. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra ngay sau những tập đầu, tưởng chừng chỉ là thắc mắc đơn giản mà ai cũng có thể nhìn ra được, nhưng thật sự lại chưa có đáp án chính xác nào cho những câu hỏi này cả. Phim chứa đựng nhiều nút thắt cần phải giải quyết lần lượt từng chi tiết nhỏ mới có thể tháo gỡ hoàn toàn. Tại sao Phạm Nhàn phải giả chết? Tại sao Trần Bình Bình lại rút hết hắc vệ đi khiến Phạm Nhàn rơi vào cảnh nguy hiểm? Phi giới thật sự sẽ trở mặt thành thù, đứng ở lập trường đối lập với Phạm Nhàn. Phạm Nhàn có thật sự hiểu rõ đối thủ của mình hay không?
đối thủ thật sự của Phạm Nhàn đã lộ diện hay vẫn đang ẩn nấp phía sau hàng loạt tấm màn bí mật. Khánh Dư Niên 2 được ví như ván cờ, trong đó Phạm Nhàn cần phải dựa vào tài trí, năng lực và sự hỗ trợ của những người đáng tin cậy để trở thành tay chơi cờ thay vì quân cờ như ở phần trước. Trở về kinh cũng là lúc Phạm Nhàn thức tỉnh chính mình, biết bản thân thật sự theo đuổi điều gì, phải hành động như thế nào để có thể ứng phó với cục diện trước mắt, thoát thân an toàn cùng lúc hiện thực hóa mục tiêu. Mục tiêu của Phạm Nhàn không phải vì quyền lợi, công danh triều đình mà anh chỉ muốn hoàn thành di nguyện của mẹ, muốn thay đổi thế giới này. Phạm Nhàn muốn đứng ở triều đường, dựa vào quốc pháp để đường đường chính chính nói cho người trong thiên hạ biết rằng trên đời này không chỉ có cao thấp sang hèn mà mọi người đều bình đẳng với nhau. Trong khi đó, trong lòng của nhị hoàng tử, con người nên phân làm các giai cấp khác nhau, hắn muốn quyền lực đứng trên tất cả. Nhưng sự xuất hiện của Phạm Nhàn chính là tảng đá cản đường của hắn, nên nếu không giữ được Phạm Nhàn bên cạnh mình thì buộc phải trừ bỏ Phạm Nhàn. Phản ứng của người xem sau 4 tập đầu. Nhiều khán giả nhận xét Khánh Dư Niên 2 vẫn chuẩn vị như trước đó. Phong cách kể chuyện hài hước đặc trưng giúp khán giả xem một bộ phim cổ trang quyền mưu nặng đô, hệ thống nhân vật đồ sộ đến vậy vẫn cảm thấy thoải mái, đầy tính giải trí. Nội dung cốt truyện đủ sức khiến người xem phải tò mò, theo dõi sát sao, không thể thôi mong đợi diễn biến mới. Mỗi tập phim đều có điểm đáng chú ý nhất định, có mối liên kết chặt chẽ, vừa logic vừa bất hợp lý nhưng vẫn có thể dễ dàng chấp nhận. Bởi lẽ, Khánh Dư Niên là câu chuyện có biên độ rất rộng, khai thác và kết hợp nhiều yếu tố về quyền mưu, gia đình, tình thân, tình yêu và lòng trung thành. Đặc biệt hơn cả chính là sự kết hợp giữa tư tưởng cổ đại và hiện đại. Tuy thuộc thể loại cổ trang nhưng khán giả có thể nhìn thấy rất nhiều đặc điểm hiện đại trong các tình tiết hay lời ăn tiếng nói của nhân vật. Đó là chưa kể đến diễn xuất nhập vai trọn vẹn của dàn diễn viên tài năng. Màu sắc nhân vật tỏa sáng nhờ vào thiết lập tính cách rõ ràng kết hợp hoàn hảo với phần thể hiện tương ứng của dàn diễn viên. Không bàn đến tạo hình, mỗi một người đều bộc lộ phong thái và biểu cảm gương mặt phù hợp với nhân vật do bản thân đảm nhận. Phần cốt lõi của phim gần như đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí về chất lượng của một dự án lớn. Đặc biệt, bối cảnh trong phim được xây dựng hoành tráng bao gồm tiểu cảnh lẫn đại cảnh. Ngôn ngữ ống kính song hành với cốt truyện đã mở ra những khung hình đầy ấn tượng và đảm bảo mạch cảm xúc người xem. Phim đã sử dụng ống kính góc rộng, kết hợp nhuần nhuyễn với các cảnh quay đặc tả, chuyển cảnh và tận dụng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ sẵn có để xây dựng nên những khung hình ấn tượng cho phim, từ đó càng thành công hơn trong việc giữ chân người xem. Ngoài ra, màu phim của Khánh Dư Niên 2 cũng được khán giả nhận xét là có màu phim đẹp và dễ xem hơn nhiều so với phần 1. Chưa thể khẳng định chắc nịch rằng Khánh Dư Niên 2 có thành công vang dội như phần trước hay không. Nhưng trước mắt, phim đang nhận về rất nhiều phản hồi tích cực, song vẫn không tránh khỏi một số tranh cãi nhất định. Với hiệu ứng phát sóng trên cả tuyệt vời, đội Vương Miện ngay từ vạch xuất phát, Khánh Dư Niên 2 càng thêm vững vàng nắm chắc phần thắng trong tay. Khán giả có thể tìm theo dõi độc quyền bộ phim trên VieOn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp. See you!